đường dẫn đo đất ngay tại nhà trên chính chiếc điện thoại của bạn. Đầu tiên bạn hãy tìm trang web này nhé, nó sẽ giúp bạn đo đất không cần thước. Bấm vào bản đồ quy hoạch, nó sẽ được hiển thị ra như vậy. Ở đây bạn có thể xem quy hoạch, nhưng nếu chưa cần xem thì bấm vào đây, chọn khu vực bạn muốn đo đất. Như tôi muốn đo đất ở vùng này, web hiển thị đầy đủ các khu vực nên bạn yên tâm. Chọn xong rồi thì web rất nhanh sẽ hiện ra khu vực đó cho các bạn thôi. Những dòng chữ này là ký hiệu đất viết tắt. Ngoài ra còn có các miếng đất đang giao bán hiện ra. Vì vậy web này ngoài đo đất còn khá các tính năng hữu ích khác. Chuyển sang hình ảnh thực tế cho dễ đo. Tôi lấy ví dụ nhé. Bạn bấm vào ký hiệu này để tiến hành đo. Bấm vào các góc bạn muốn. Bạn thấy không, mỗi lần bấm chiều dài hiện ra ngay. Như vậy là đã hiện ra kết quả. Ngoài ra đo đường cũng rất ổn. Thao tác tương tự nãy. Như đây, con đường này khoảng gần 17 mét. Vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.